Dạ rồi, bữa nay em có bán cho hai ông anh thành phố đó. Bữa nay lên TV bữa nè. Chú Út ở bên thành phố của mình, ở huyện nào, xã nào chú Út? Ở huyện Thành Phú, xã An Thuận. Xã An Thuận hả? Bữa nay chú có đến ủng hộ con là một con bò chữa hả? Ok. Dạ rồi, thôi chúc cho chú với anh nha. Chú với anh về nha. Dạ về mạnh giỏi nha, về chúc cho về nuôi con lớn nha. Rồi bò lên xe cô chú chị nha. Quý cô chú chị có nhu cầu mua bò chữa, bò mẹ con gì cứ alo ha, số điện thoại để màn hình nha. Đó. Đây. Rồi hello chị, hello nhà ha. Bữa nay ngày 9 tây tháng 8 nha. Tại bộ phòng Petri xin kính chào anh chị nha. Đó. Thì bữa nay trước mấy cô chị mình là em một con đực 3B ha. Chiều cao nó em đo là 1m đúng không cô anh chị? F2 lực lùng liền ha. Đó thì cô chú anh chị có nhu cầu mua bò cứ theo dõi ha. Cho em một like, một đăng ký con em làm video nhiều tí của anh chị mình nha. Đó, chiều cao nó em đo xong mong là đúng 1m nha cả nhà. Đó. Mét là 1 gì đó ha. Thì bò này bán giá thà cho cô anh chị mình luôn, lùng liền lực dữ dội ha, 14.500. Đó, giá này là bao ship cho cô anh chị mình tới nhà. Dưới quá nha, ngang nè. Lùng liền lực nha. Anh chị nào có nuôi bò dòng 2 là cô chú anh chị biết nè, đít nè. Và dữ dội ha, bao ship cho anh chị mình tới nha. Đó, lùng liền đây. Cái quậy gì cụ thể chi tiết từ phần cho các anh chị mình xem nha. Nè, đầu nè, đầu trụi ha. Trời không. Nè, trái nè, cái lưng nghiêm chỉnh ha. Này hơi râm mũi tiêu nha các anh chị ha, râm ít thôi, chân cẳng mỏng. Cũng miếm súng đạn nè ha. Đó súng đạn đó nè, chân cẳng móng trước sau rất là ngon lành nha cô anh chị. Đó thì bữa nay em lên hai mấy con địch cô anh chị mình xem. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo cho em ha. Vai nở đít nở ha, bò này em quay ai còn sớm em quay bò đẹp, nắng sáng thuận bò đẹp ha. Đó vai nở đít nở cô chú anh chị mình nha. Đó thì cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua bò cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Xin lỗi cho chú anh chị ha, em nghe thôi. Thì cô chú anh chị nào có anh em nào mà có gần tại cứ đến trực tiếp trại xem bò và chó bò ha. Còn anh chị nào xa có nhu cầu mua cái alo em ha, xe sẽ ship mình tới nhà ha. Tới nhà con chị cứ thanh toán tiền ha, đúng bò con chị thanh toán tiền. Còn có tật lỗi hay sai gì con chị cứ việc không nhận ha. Đó thì em clip nhà em kết thúc video đây ha. Thì có gì em quay bò khác cho cô chị mình xem tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt con chị. Rồi hello chị, hello nhà ha. Thì tiếp tục cái video hôm nay ha. Thì em sẽ quay hai bò chữa nha cô chú anh chị. Hai con bò này em đo chiều cao nó ngang bằng nhau ha, 1m35 đến 37 bò ha. Thì em báo lấy cái móc giữa 1m36 bò nha cô anh chị ha. Hai con này em đo xong mông nha cô anh chị. Đó thì quý cô anh chị có nhu cầu mua bò, cần xem bò gì mua gì cứ nán lại vài phút ha cô anh chị mình xem có ưng ý vừa bụng con nào thì cô anh chị cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình ha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Đó thì hai con này là hai con bò chữa ha, bên trại bán bò chữa, bao chữa cho con chị mà là 100% ha, con nào cũng chữa hết ha. Đó thì cái con đầu tiên này nè là hiện tại là nó đang chữa 2,5 tháng nha cô chú anh chị, em nhắc lại nha, chữa 2,5 tháng nha, bao chữa 100% cho mình. Đó mấy con chị nào có mua cứ an tâm về cái phần chữa, bên trại em khám bao chữa là chắc cú nha. Nó đứng im, cứ để nó đứng im. Đó rồi con thứ hai là chữa 5 tháng ha cô chú anh chị. Chữa 5 tháng thì quý con chị có nhu cầu mua cứ theo dõi ha, 5 tháng. Rồi em thì hai con chữa này em bán với công khai cho con chị mình luôn. Thì con này em báo cho cô chú anh chị mình là 21 triệu ha. Đó. Và con này là chữa 5 tháng 22 triệu ha cô chú anh chị. Nó có hai cái cách lựa chọn, đó là một con là lựa chữa lớn tháng và một con chữa ít tháng ha, ít tháng thì nó nhẹ hơn triệu. Và cái con này nè, cái con chữa 2,5 tháng này nè là đang ôm chữa lại con thứ hai nha cô chú anh chị, đang ôm chữa con thứ hai. Còn con chữa mà 5 tháng nè đang ôm chữa con thứ tư nha cô chú anh chị nha. Đó thì nói chung tiền nào của nấy, rồi anh chị có nhu cầu cân nhắc nào mình mua nào mình cứ liên hệ số điện thoại để màn hình nha. Đó em sẽ quay từ từ cho con chị mình ha. Thì nói chung á là chiều cao giá cả em có báo con chị mình rồi, thì anh coi có những gì cái gì tua đi tua lại xem ha, rồi em sẽ quay vào nội dung chính này, em sẽ quay chi tiết cho con chị mình xem ha. Đây sẽ đầu nè ha, sừng chốc ha, sừng đứa có một xíu con chị ha, đang
đang bầu là con thứ hai nha. Nó sẽ lưng ha. Đầu cổ miệng mồm ăn rất là tạp nha cô chú anh chị. Chân cẳng rất là khéo, bò bị ướt nước luôn chị. Nhưng con bò này có điểm điểm nè, mấy chỗ nè. Con bò này hồi nhỏ nó bị viêm da, nó cục nó hết rồi nha cô anh chị ha. Cái thẹo nó còn, thì quý cô anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ cân nhắc ha. Mình cân nhắc mình coi, nếu mà thấy hợp lý thì mình mua ha. Đó. Đây. Chân cẳng móng ha. Thì qua con, đi. Lưng nè, thấy không? Đi. Nó muốn cây. Đi đi. 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 Đó. Thì mặt ngày hen đầu cổ nè. Cả nhà thấy nè. Chân cẳng móng rất là khéo hen. Móng trước móng sau nè, đó rúng nè. Đó thì quý cô anh chị nhu cầu mua cái liên hệ số điện thoại mình để màn hình nha. Đó. Rồi em sẽ quay con thứ hai cho cô anh chị mình ha. Con thứ hai đây. Xoáy đầu ha. Xoáy lưng ha. Đó. Lưng đứt chụp bá lửa ha. Thì con này nè, chân cẳng móng rồi đó nha, móng sò hết ha. Đó. Đó, vú nè, bộ vú rất là đẹp, chân cẳng nè ha. Đây. Đó, khá là đẹp nha cô anh chị ha. Đây, xoáy mặt nè. Đầu cổ nè cô anh chị mình thấy ha. Đó, chân cẳng móng trước sau rất là ok nha. Đó. Đó, móng sò đúng yếm hay sùng sình ha. Thì giá cả chiều cao cho em đã báo cho cô anh chị mình hết rồi, cô anh chị mình coi ha, hang bò chữa nha. Bữa nay em lên mấy bò đặt với hang bò chữa này nè, quý cô anh chị nào có xem ha, có ưng ý thì nhắc máy lên alo cho em ha. Còn mấy ngày này không có cỏ ăn, nó đi phân khô queo, đi phân cứng ngắc ha. Còn cái bà này mới về nè, về đây chân cẳng nè, mặt mày ha, quá là đẹp. Rồi hen, thì clip cũng dài của anh chị hen, em cũng quay em báo giá của anh chị cho cao hết rồi, thì cô anh chị xem có nhu cầu mua cứ nhắc máy lên liên hệ em hen, alo em hen. Rồi hello anh chị hen, hello nhà hen. Bữa nay trước mắt cô anh chị là tiếp tục làm một con đực ba bê hen, ba bê bông cực đẹp, mấy con mẹ nó là của anh chị hen. Này bò này em quay còn tại trong nhà vườn nghe, em mới mua cô anh chị, sẵn em quay luôn. Đó thì em đo chiều cao nó là 1m15 bò. Hen thì cô quý cô anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ ha. Này ba bê bông ha. Còn tụi em thường gọi là như gà đá vàng bông chân xanh đó đó. Quá đẹp. Một siêu phẩm nha cô anh chị, thì cô quý cô anh chị có nhu cầu mua bò cái liên hệ số điện thoại để màn hình nha. Bò cực kỳ đẹp ha. Ba bê bông tầm tháng tuổi là 7 tháng tuổi, chân cẳng là không có bú vộ rúng gì hết. Không có thòng rúng thòng ruột gì hết ha, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, giá cả báo giá ra cho cô anh chị mình luôn là 17.500.000 ha. Bao ship cho cô anh chị tới nhà. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, hết thuốc không? Còn gì mà phải nói. Đó thì quý cô anh chị gần xa nhu cầu mua cái nhắc máy lên alo em ha. Đó thì hiện tại trại đang có chuyến đi Tiền Giang, Long An, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai với Đà Lạt ha. Đó thì quý cô chú gần xa cái nhu cầu mua cái alo nha. Đầu cổ chân cẳng móng rất là đẹp. Nói chung bò tông còn ở trong chuồng của khách á, em quay thì nói chung nó đi tới luôn, em quay cũng không có được chi tiết cho mấy, nhưng mà bò bên em bao tặc lỗi cô chú anh chị 100% là cô chú anh chị an tâm ha. Chân cẳng móng rất là ngon, em coi đã mua hết rồi, em đã coi kỹ lắm rồi ha. Đó, hết thuốc không? Chân cẳng ha, xương sóc to, phải nói bò mẹ, nhưng mà đúng là cái anh thú y nào cấy cái tinh bò này, đúng là anh thú y nào cấy cái tinh độc thiệt. Lâu lâu nó cũng lọt con hay con vậy đẹp thôi chú anh chị, chứ cũng ít lắm ha. Đít nè, chập bá lửa luôn ha. Giá cả cực kỳ vip, bò này mà hồi thời hồi trước ha, giá đỉnh điểm em nói thiệt cả nhà, rẻ hơn 10 triệu bạc á, tầm cả phải 27 28 triệu mới đụng vô được, thì nay thì 17 rưỡi thì đó, bò rẻ hơn 10 triệu bạc. Nếu mà anh chị nào mà nếu mà có cãi có nói em mà nói sai là cứ xuống trực tiếp huyện Ba Tri Bến Tre em, nếu mà em sai em cho luôn bò đó, đó rẻ hơn 10 triệu bạc cả nhà. Đó thì quý anh chị nào có nhu cầu mua có cần đó, hang bò nái nái mát sữa cực kỳ đẻ ngán ngon ghê đó, cả nhà thấy không? Trời ơi, hết thuốc đó, đẹp ha. Thôi thì clip cũng dài, là bữa nay em lên cho cô anh chị mình 4 con, thì cô anh chị có lọt mắt, có
hộp nhãn con nào cứ nhắc máy lên liên hệ số hội để màn hình ha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, súng đạn ở nhà chân cẳng móng đuống sau rất là ok. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại con chị clip ngày mai tiếp tục nha.